Thưa quý vị, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh xung quanh đóng góp khoảng 45% vào kinh tế cả nước, nhưng ngành logistics lại chưa thể phát triển xứng tầm, trong khi còn thiếu hụt nhiều tuyến đường cao tốc, các địa phương trong vùng cũng chưa tận dụng được lợi thế từ hệ thống sông ngòi kênh rạch để chia lửa với đường bộ, rõ ràng cần nhanh chóng giải quyết các điểm nghẽn để khai thác tốt hơn logistics đường thủy trong vùng. Nằm ngay cửa sông Xoài Rạp, tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, cảng đường thủy này đang đẩy nhanh hình thành tuyến tàu buýt container trong năm nay để vận chuyển hàng hóa, tức lấy hàng và trả hàng đúng giờ như mô hình buýt sông chở khách. Điều này sẽ giúp giảm chi phí và đảm bảo thời gian vận chuyển, nhưng chỉ với nỗ lực đơn lẻ của một đơn vị thì rất khó phát huy hiệu quả. Hàng hóa từ khu công nghiệp đến cảng và cái để đi đến một cái khu vực có đường thủy thì làm sao để có cái cơ sở hạ tầng để kết nối cái việc đó, khi chúng ta tổ chức tập trung lại và kết nối tập trung lại thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp. Có thể đi từ cảng sông A đến cảng sông B, nhưng nếu kết nối đường thủy, đường bộ không tốt thì sau khi đến cả đường sông xong thì lại tắc nghẽn ở đấy. Thì đầu tiên đối với mình nó lại quay trở lại bài toán là tắc nghẽn hạ tầng về đường bộ. Thứ hai là đầu tư cảng về đường thủy thì đòi hỏi nguồn vốn lớn mà một doanh nghiệp thì khó đầu tư. Chúng ta cải tạo những cây cầu đầu tiên, buộc phải nâng cấp những cây cầu này thôi chứ không còn lý do gì nữa. Tại vì sao? Trước tôi tính thì một cái xà lan ít nhất phải có đâu đó nó khoảng 100 tiêu mới đủ cái chi phí vận hành. Nhưng mà đây thì giờ những cái cầu nhỏ vừa rồi tôi thậm chí những cái cầu nhỏ mà đi xà lan nó chỉ đâu đó được 3-40 tiêu, thế là tôi bị dừng. Những khó khăn trong vận tải hàng hóa đường thủy là vấn đề rất được quan tâm tại buổi tọa đàm phát triển logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc khảo sát, xây dựng những tuyến vận tải đường thủy đã được các cơ quan tiến hành, nhưng cái khó không chỉ nằm ở tính khả thi về thủy triều, công suất vận tải mà còn về cơ chế quản lý. Hiện nay thì tôi đang rối. Tức là bây giờ chi cục hải quan ngoài cửa khẩu mà quản lý là cảng quốc tế. Rồi hàng quá cảnh không làm được. Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất cũng không làm được rồi. Bây giờ chi cục ngoài cửa khẩu, tức là hiện nay là cái áo bắt đầu là nó chặt. Mà xin ý kiến để thành lập chi cục hải quan cửa khẩu thì không được. Qua cái quá trình mà phối hợp với tổng ty Tân Cảng, chúng tôi thấy là các anh cũng suy nghĩ tính toán để mà các luồng lạch rồi xây dựng cái hệ thống cảng nội địa. Ngoài cái đường thủy, ngoài cái đường bộ thì cái đường sắt mà để phục vụ cho logistics rất là quan trọng. Bởi vì nó chạy theo giờ, đúng giờ nó chạy, nó chạy được ưu tiên, nó chạy và một lần nó kéo một lần cả trăm container đi. Các chuyên gia cho rằng quan trọng nhất vẫn là vấn đề quy hoạch. Hiện trong số 7 trung tâm logistics mà thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư, khu công nghệ cao sẽ là trung tâm logistics đầu tiên thỏa mãn các điều kiện và hình thành sớm nhất trong thời gian tới. Tuy nhiên, tính đồng bộ là hết sức cần thiết để sớm đưa logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, phát huy vai trò nhạc trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, giúp cả vùng nhanh chóng chuyển mình.